Đây là game mang tên Ori and the Blind Forest. Nó được tạo bởi đội ngũ phát triển game Indie Studio. Ban đầu nó được phát hành bởi Microsoft á. Chúng ta sẽ dõi theo tinh linh bé nhỏ tên là Ori trong hành trình phiêu lưu của mình, khám phá một câu chuyện đầy cảm xúc về tình yêu thương, sự hy sinh và niềm hy vọng hiện hữu trong tâm hồn của mỗi con người. Game này á, nổi bật bởi những bài nhạc đầy xúc động. Còn người chơi á, thì sẽ được điều khiển một tinh linh bé nhỏ tên là Ori, là nhân vật chính trong game này, trong cái hành trình để khôi phục lại sự bình yên của khu rừng ma thuật tên là Nibble. Khu rừng Nibble này á, là mái nhà của những sinh vật ẩn chứa ma thuật trong mình. Trong đó có thể kể tới là các tinh linh vệ thần, là giống loài của ánh sáng, và còn có cả sinh vật thuộc về bóng đêm nữa. Họ trú ngụ bên trong khu rừng này. Còn ở giữa khu rừng á, có một cây cổ thụ đứng sừng sững, tỏa ra ánh sáng hào quang rực rỡ để duy trì sự cân bằng của cả hệ sinh thái. Ở khu rừng này gọi là cây thần. Bên trong cây thần này á, có một quả cầu ánh sáng luôn truyền sức mạnh và là đôi mắt của cây thần. Dưới tán lá cây thần cổ thụ này sẽ sinh ra những sinh linh ánh sáng gọi là vệ thần. Vệ là bảo vệ, thần là thần linh. Những vệ thần này á, sẽ bảo vệ cây thần và giữ cho khu rừng Nibble này được bình yên. Và không để các bạn đợi lâu, bây giờ chúng ta hãy cùng vào chuyến phiêu lưu với Ori nhé. Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm mưa bão, và không thể nào quên được đêm đó. Cái đêm mà Ori đã bị lạc mất khỏi cây thần. Mưa gió mạnh quá các bạn ơi, cho nên á, chiếc lá một tinh linh bé nhỏ tên là Ori đã bị gió thổi và đã cuốn Ori xa, thiệt là xa khỏi cây thần. Và cuối cùng thì rời trúng ngay chỗ của một sinh vật tên là Naru. Và đây gọi là cổ nhạn. Khu vực này cũng thuộc khu rừng kỳ bí Nibble. Ê, mình mới thấy một ánh sáng. Chói quá. Ôi, một đứa trẻ thật là dễ thương, đáng yêu quá. Hãy ở lại đây với ta nhé, ta sẽ chăm sóc con thật là chu đáo. Và kể từ đó thì mẹ Naru đã coi Ori như là đứa con của mình vậy, chăm sóc yêu thương, mỗi ngày đùa giỡn rồi đi tìm thức ăn để cho Ori ăn. Naru ơi, ta đây, lên đây nào, tụi mình đi hái trái cây để ăn đi. Dạ, đây ăn thôi. Rồi cây này ăn rồi thì mình sẽ đánh dấu. Hết rồi, ăn sạch sẽ rồi, trái đó trái cuối cùng rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi tìm những chỗ khác thôi. Ui, Ori nhìn kìa, phía bên kia bờ sông á, còn rất là nhiều cây và trái tụi mình chưa ăn kìa. Nhưng bây giờ sao mình qua được đây Naru? Dễ thôi, tụi mình làm cầu nè. Yeah, tụi mình làm cầu để đi qua thôi. Và ngày qua ngày thì Ori và Naru đã càng thân thiết như mẹ con, sống với nhau thật là hạnh phúc. Wow, ở đây ăn đã quá. Khu rừng Nibble này là khu rừng tuyệt vời nhất, luôn mang lại điều hạnh phúc và bình an cho tất cả sinh linh ở đây. Ủa, ánh sáng gì vậy ta? Ôi, sao mình cứ bị cuốn hút bởi ánh sáng này vậy? Ori, con là vệ thần, là sinh linh ánh sáng.
con sẽ bị thu hút bởi những ánh sáng này. Con hãy đi theo ánh sáng này để trở về nhà đi. Ta gọi Ori, hãy trở về nhà với ta. Ôi, ai gọi mình vậy? Ô, đằng kia ánh sáng kìa. Không được, không được Ori, không được. Đó là lễ hội ánh sáng được phát ra từ cây thần. Chạy thôi, chạy thôi. Naru, sao không cho Ori nhìn thấy ánh sáng đó vậy? Naru cũng không biết nữa. Nhưng mà bằng một trực giác của người mẹ thì ta cảm thấy rất là lo lắng, và ta không muốn xa Ori đâu. Nên hãy ở trong này nha. Chúng ta ở đây một thời gian, không còn ánh sáng nữa thì chúng ta sẽ ra. Đói bụng quá Naru ơi, tụi mình đã ở đây một tháng rồi. Trong hang động này tối quá à. Ôi chắc là Ori đói bụng lắm rồi. Ta phải đi tìm thức ăn cho Ori đã. Ôi trái này cũng đã hư rồi. Ôi chuyện gì vậy? Sao mới có một tháng thôi mà khu rừng này đã bị úa héo, tăm tối, mà cây cối bị chết thịt trơn vậy? Không còn một cái trái nào để ăn luôn. Ôi cây cầu mình mới vừa làm chung với Ori bây giờ cũng đã hư luôn rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy ta? Một tháng trước đây khu rừng này đầy sức sống và hoàn toàn vui vẻ mà. Ý, trên kia còn vài trái kìa. À, ui da, cao quá, không thể hái những cái cuối cùng đó được. À, đau quá, mình đã bị thương rồi. Vừa đói bụng mà vừa bị thương nữa. Thôi, không hái được trái nào hết. Thôi, đành cho Ori ăn cái quả này vậy. Ori, trái cuối cùng rồi đó. Ori hãy ăn đi, để còn có sức. Dạ. Naru ăn này đi. Không cần, không cần. Ori ăn đi, ta ăn no rồi. Mình biết là Naru đã nhịn ăn để nhường cho mình cái trái cuối cùng rồi. Bây giờ mình phải đi ra ngoài để mình tìm thức ăn cho Naru đã. Mình có thể leo trèo rất là giỏi, nên mình có thể hái được những quả trên cao. Ê, đây đây, còn nè. Trời ơi, còn quá trời trái luôn. Thôi thôi thôi, bây giờ mình sẽ đem về cho Naru ăn. Naru chắc là đói bụng lắm rồi. Naru thương yêu mình biết bao nhiêu, hằng ngày chơi đùa với mình, chăm sóc mình từ nhỏ tới giờ, thương yêu mình như con vậy đó. Mình cũng thương Naru như mẹ. Còn cây cầu này, mình và Naru cùng làm với nhau nè. Ngủ thì Naru ru mình ngủ nữa. Ôi mình yêu Naru lắm. Naru ơi đợi đợi, Ori sẽ mang cái cây về cho Naru ăn. Naru đợi nha. Naru ơi, đã có trái cây rồi nè Naru. Naru, trái cây nhiều lắm, thơm lắm nè. Naru ăn đi, no bụng là sẽ khỏe liền à. Naru, Naru, thức dậy đi Naru. Naru, trái cây nè. Naru, 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 đừng mà, đừng bỏ Ori. Naru, Naru. Mình lại bị bơ vơ nữa rồi. Xung quanh mình không còn ai hết. Naru cũng không còn trên đời nữa rồi. Ôi, nhưng mà sao khu rừng này nó lại bị như vậy ta? Bây giờ mọi thức ăn cũng không còn gì nữa. Naru cũng không còn nữa. Mình cũng không còn lý do gì ở đây. Mình sẽ đi chỗ khác. Nhưng mà Ori đâu biết được. Ori chính là vệ thần, là sinh linh ánh sáng. Ori sẽ càng mạnh khi ở nơi sáng sủa, ánh sáng mạnh, và sẽ yếu đi trong bóng đêm. Giống như con cá mà nó gặp nước thì nó sẽ bơi thiệt là giỏi, còn nó lên trên bờ thì nó như bị chết vậy đó. Ori bây giờ giống như con cá ở trên bờ vậy nè, yếu đuối mong manh. Mệt quá, mệt quá. Ánh sáng của mình nó cũng đang bị yếu dần rồi, đang bị bóng đêm nuốt chửng rồi. Mình mệt quá.
Mình đi hết nổi rồi mọi người ơi. Sao xung quanh toàn là bóng đen không vậy? Còn có những cái gai này nữa. Ây da, ây da, đâm đau quá. À, những cây này là cây gai gì mà nó đâm đau quá? Hình như là cây tầm ma. Chân bị thương rồi. Cây gai nó đâm vô chân bị thương quá, đau quá. Và đến khúc này thì sức mạnh của Ori cũng đã bị cạn kiệt. Ánh sáng chỉ còn le lói bởi vì bao xung quanh là bóng đêm. Y chang như con cá nó ra rời xa khỏi nước. Nó đang hấp hối vì không thở được. Ori cũng vậy. Và Ori đã trút hơi thở cuối cùng giữa bóng tối bao phủ. Và ngay lúc này, Ori là vệ thần cuối cùng cũng đã đánh thức được sức mạnh ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong cây thần đại thụ. Ánh sáng cuối cùng đó đang thắp lên những tia sáng le lói trên cây đại thụ kìa các bạn. Ta là thần cây đại thụ. Ánh sáng cuối cùng của ta đã hồi sinh được Ori. Một thời đại sắp sửa bắt đầu. Ôi mình tỉnh dậy rồi. Mình còn sống. Ở đây có những bông hoa ánh sáng nè. Mình khỏe lại rồi. Khi mà mình ở trong bóng tối mình mệt quá mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đi thôi. Mà bây giờ đi đâu mình cũng không biết đây nữa. Ý, ở đây có ánh sáng gì vậy? Túi linh quang tí hon. Cái túi này để mình chứa đựng những kỹ năng của mình nè. Ori là vệ thần, cho nên Ori sẽ có những chỉ số về sinh mạng, về phép thuật và về năng lượng nữa. Năng lượng ánh sáng á. Rồi, như các bạn nhìn ở phía dưới màn hình, nó sẽ có ba cái vòng tròn màu xanh. Đó chính là ba sinh mạng, ba giọt máu đi ha. Đó là sinh mạng của Ori, được đựng trong ba cái túi. Còn cái màu cam đó chính là điểm kinh nghiệm, năng lực về phép thuật của Ori á. Ori càng chiến đấu thì Ori sẽ tích lũy được nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Đó, màu xanh này Ori tìm được mảnh sinh mệnh rồi nè. Nhưng mà bây giờ Ori chỉ được chứa có ba cái túi sinh mệnh à, cho nên á dù nhận được nó cũng không có tích lũy vô người. Còn đây là túi năng lượng, nó hiện phía bên trái rồi kìa, màu xanh đó, dùng để chiến đấu nè, để kết nối linh hồn á mấy bạn. Rồi vậy bây giờ là Ori đã có được một túi năng lượng rồi. Kết nối linh hồn, khi kết nối linh hồn thì Ori sẽ dùng một túi năng lượng, khi lỡ mà bị tan biến á thì sẽ được hồi sinh tại vị trí này á mấy bạn. Cái gì vậy? Cái con gì vậy? Quái vật bóng đêm. Mình đã dụ nó đâm vô đá nên nó bị tẳng rồi. Đó, khi mình chiến đấu mà mình chiến thắng một con quái vật thì Ori sẽ được cộng điểm kinh nghiệm lên. Màu cam mà đầy cái vòng tròn thì nó sẽ hồi phục cả về sinh mạng và năng lượng cho Ori. Ui, ở đằng xa kia có một cái quả cầu gì mà nó sáng lên vậy ta? Quả cầu này là gì? Sáng quá. Ôi, ta đã được hồi sinh trở lại. Xin chào Ori, ta là Sai. Ta là ánh sáng và là đôi mắt của linh thụ đó. Ta bị chúa tể bóng tối mang đi và quăng ta xuống thung lũng này. Ta có thể dẫn Ori quay trở lại với cây thần. Ori có muốn quay về cây thần không? Có, Ori muốn quay về lắm. Vậy thì đi với mình nha. Ý, nhưng mà khoan, Ori có nghe gì không vậy? Ori phát ra ánh sáng, bị bọn quái vật bóng đêm phát hiện rồi. Bây giờ mình phải làm gì? Chúng ta sẽ dùng linh hỏa để chiến đấu. Đúng rồi, Ori. Điểm lắm, Ori. Ori đã tiêu diệt được bọn chúng rồi.
Ngày xưa cây thần linh thụ đã có nói, ánh sáng cuối cùng cũng sẽ trở lại với ta. Đúng như ngài nói, Ori, hãy quay về với cây thần linh thụ đi. Ông ấy ở vùng đất phía sau hang động nè. Chúng ta sẽ tìm được ông ấy. Đi đường này nè. Đi đi đi, đi thôi đi thôi. Đúng rồi, trong quá trình đi, Ori hãy thu thập những cái sinh mạng và những đá ánh sáng để tiếp thêm năng lượng nha. Cảm ơn Sai. Ồ, công nhận quái vật bóng tối sao nhiều quá vậy? Đúng rồi, từ lúc ánh sáng biến mất thì quái vật bóng tối đã xuất hiện rất là nhiều. Ý, sao dòng nước này nó đục quá vậy? Ngày xưa nó trong xanh à. Nhưng mà từ lúc cây thần linh thụ bị mất ta thì không còn truyền được ánh sáng nữa. Cho nên những dòng sông ở đây đã trở nên đục ngầu và bị độc rồi. Ori đừng để rớt xuống dòng sông nha. Linh hỏa. Ui, đây là giếng thần hả? Đúng rồi, đây là giếng thần hay còn gọi là linh tỉnh. Là một công trình cổ xưa. Nó kết nối với rễ cây của cây thần. Cho nên nó chứa ánh sáng rất là mạnh. Ori hãy dùng ánh sáng của nó để hồi phục lại sức mạnh bất cứ khi nào mà thấy mệt mỏi nha. Ồ, hay quá. Nhưng mà bây giờ mình đang đầy sinh mạng rồi. Và mình cũng đủ năng lượng. Nên mình không cần phải ngâm mình trong cái giếng thần nữa. Mình đi tiếp đây. Wow, trời ơi, quái vật bóng đêm kìa mấy bạn. Những con này nhỏ nhỏ không à. Không biết chúa tể bóng đêm là ai ha, Sai. Quái vật bóng đêm hả? Ori gặp chắc sẽ giật mình đó. Gì ghê vậy? Ori, Ori cẩn thận. Ui, cây này là cây gì mà gai không vậy? Đó là cây tầm ma đó, Ori. Ý, con gì kìa? Ở trong khu rừng này á, những con vật đó đều rất là kỳ lạ. Không có xuất hiện ở ngoài thế giới con người đâu. Nên mình không biết nó là con gì đâu. Chỉ biết nó là quái vật bóng đêm thôi. Ý, nhưng mà mình biết cái cây nhọn nhọn này nè. Cây này là cây tầm ma đó. Cái gai của nó đâm vô là mình tiêu liền. Ý, cái này là gì? Thược thi thạch. Là một mảnh đá. Nó giống chìa khóa vậy đó. Nó sẽ dùng để mở những cánh cửa đá. Hay còn gọi là linh môn. Ôi, mình được một cái rồi nè. Vậy đâu cần tìm nữa. Không, mình phải tìm càng nhiều càng tốt. Tại vì có những cái linh môn nó đòi một cái thược thi thạch. Nhưng mà có những linh môn đòi tới 2 cái, 3 cái, 4 cái lận. Ori biết rồi. Ở đây không có gì hết, thôi mình quay lại đi. Trời ơi, sao nó xa quá, sao mình nhảy được ta? Cẩn thận Ori. Rớt xuống nước này là mình bị nhiễm độc, là tặng đó. Không sao, Ori biết rồi. Ori sẽ thiệt là cẩn thận. Đây đây đây, đây là linh môn nè. Linh môn bị đóng chặt lại rồi. Linh môn này được dựng lên để phòng vệ, không cho những quái vật bóng tối bước vào á. Vậy bây giờ mình phải làm sao để mở nó? Chúng ta sẽ cần 2 thược thi thạch để mở nó ra. Ori đã nhặt được 2 cái rồi đó. À đúng rồi, 2 cái mình để phía trên bên phải của màn hình nè. Nhưng muốn mở được nữa thì cũng cần ánh sáng của Sai. Sai sẽ vô trước, còn Ori sẽ bỏ 2 cái thược thi thạch này vào nha. Ok. Wow, nó mở được rồi nè Sai. Hay quá hay quá. Ý, quái vật bóng đêm đó kìa. Ở thế giới con người nhìn nó giống con nhím ha. Ây da, mình bị mất một sinh mạng rồi. Bởi do cái quái vật bóng đêm này nó làm trúng nè. Nhưng mà cũng may quá, tìm được một cái sinh lực nữa. À, con gì vậy? À. Ui, nhìn nó giống như là con cào cào ấy. Ây da, ây da. Không phải con cào cào. Sao tay và chân nó dài quá à. Yeah. Mình tìm được một túi sinh mệnh nữa nè. Có túi sinh mệnh á, giống như cái chỗ để chứa vậy. Thì khi mình tìm được những ánh sáng sinh mệnh, mình sẽ chứa vào trong đó. Vậy là bây giờ Ori được tới 4 sinh mạng luôn. Kìa kìa nó kìa. Ôi trời ơi, mình bị trúng độc rồi. Bị mất một sinh mạng. Bây giờ chỉ còn 3 thôi. Trời ơi, Sai, con này là con gì nhìn nó ghê quá ha. Mà nó mạnh nữa chứ. Ý, sinh mạng được chứa trong cây kìa. Hấp thụ. Rồi, lại tới linh môn nữa. Lần này cần đến 2 thược thi thạch lận. Mà giờ mình không có cái nào hết. Ôi, đi vòng lại để đi kiếm thược thi thạch đã. Go. Mình thấy được đá ánh sáng rồi.
lượm vô. Đá ánh sáng này á, nó sẽ được chứa vào túi năng lượng phía bên trái nè. Nó sẽ giúp cho Ori kết nối linh hồn hoặc là để tăng sức mạnh chiến đấu á mấy bạn. Cho nên á, nếu mà thấy đá ánh sáng là mấy bạn nhớ nhắc Ori để Ori hấp thụ nó nha. Ý trời ơi, sao đen nhiều quá. Cái con quái vật bóng tối này á, không biết nó tên gì nhưng mà nhìn nó rất là giống con nhím. Ori nhìn nè, đây là địa đồ thật. Nó chính là bản đồ đá. Nó vẽ lên những cái địa điểm và dẫn đường đi trong khu rừng Naibo này nè. Ôi nhưng mà sao nó bị bể rồi? Nó bị thiếu một mảnh. Nếu tìm được một mảnh địa đồ thật thì biết đâu mình có thể sửa lại nó được á. Vậy mình đi tìm nó đi. Ý, tìm được một thực thi thật. Hồi nữa để mình mở cửa. Chưa được đâu Ori, mình cần tới hai cái thực thi thạch lận. Ha. Thôi mình đi tìm tiếp thôi. Đúng luôn á, cái game này cực kỳ khó. Và khu rừng này á, nó rất là rộng lớn luôn. Nếu như không có bản đồ thì đâu có tìm đường đi được. Ý nó kia có quái vật. Kết nối linh hồn. Không được, Ori không thể kết nối linh hồn khi mà đứng gần với bọn quái vật bóng đêm được đâu. Ô vậy hả, kia. Trời ơi, sao mà quái vật bóng đêm xuất hiện nhiều quá vậy? Thì từ lúc cây thần linh thụ không còn phát ra ánh sáng nữa, khu rừng Naibo này á toàn là bóng đêm không à. Mà khi bóng đêm nhiều á thì bọn quái vật bóng đêm càng sinh sôi nảy nở, cho nên càng nhiều ra. Ý, xin mạng, lượm. Cảm ơn Sai nha. Ồ, sao cảm ơn mình vậy? Vì Sai luôn đi gần mình, tạo ra một ánh sáng giúp cho Ori luôn mạnh mẽ. Hi, không có gì. Ôi, mình nhìn thấy những linh hồn của các vệ thần ngày xưa. Đúng rồi, đây là linh hồn của các vệ thần lúc chiến đấu với lại chúa tể bóng tối ngày xưa. Và đã hy sinh, cho nên linh hồn đã biến thành những cây tổ tiên chứa đựng ánh sáng thuần khiết và có thể ban cho Ori sức mạnh. Ôi, đây là cây tổ tiên hả? Ta là cây tổ tiên. Vào ngày lễ hội ánh sáng năm ấy, ngày cây thần linh thụ đã ra lệnh cho chúng ta tìm Ori, nhưng mà chúng ta đã bị tấn công, bị thương và đã hy sinh ở đây. Ori, hãy lại gần đây, ta sẽ truyền ánh sáng, sức mạnh và kỹ năng chiến đấu cho Ori. Dạ, con đây ạ. Ôi, Sai ơi, tự nhiên mình thấy trong người mình mạnh lắm. Đúng rồi, ta đã truyền kỹ năng leo tường cho con. Con hãy dùng kỹ năng này để leo lên những bức tường để đưa con lên trên cao. Dạ, con cảm ơn cây tổ tiên. Ý, trên đây có một túi năng lượng nữa nè. Lượm luôn, vậy là bây giờ mình có hai túi năng lượng. Ai, có nhiều túi năng lượng thì mình sẽ chiến đấu mạnh mẽ hơn.